Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh TK Food của mình, kênh chia sẻ các món ăn ngon và niềm đam mê ẩm thực. Hôm nay mình sẽ làm cái món cá bông lau kho độ kho tẩu. Thì để làm được cái món cá bông lau kho tẩu này á các bạn, mình đã chuẩn bị các nguyên liệu như sau. Đây thì mình cần 500g cá đuôi cá bông lau ha. Ở đây mình chọn cái phần đuôi. Thì cá bông lau này mình đã làm sạch và cắt khúc ra vừa ăn này các bạn ha, cắt miếng như thế này nè. Rồi, các nguyên liệu thông dụng chúng ta gồm có như là hành băm, tỏi băm, hành lá, cà no, bột ngọt. Ở đây mình cần có ít dầu hào để cho nó thơm, nước mắm ngon, tiêu xay và đường. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta ướp cái cá chúng ta kho nha. Các bạn, mình cho ít dầu ăn vô. Sau khi chảo nóng, dầu ăn nóng thì mình cho 2 muỗng đường để mình tạo cái màu cánh gián á các bạn. Rồi ở đây thì mình quậy liên tục ha. Đầu tiên là mình cho miếng hành, miếng tỏi vô, mình phi cho nó thơm sơi các bạn ha. Sau khi nó vàng, nó thơm rồi đó các bạn, mình cho cá vô ha. Vậy ha, phần tỏi băm, hành băm còn lại chúng ta cho hết vô. Chúng ta cho to 2 muỗng bột ngọt. Chúng ta cho khoảng 3 muỗng đường, cà phê đường. Chúng ta cho 2 muỗng cà phê tiêu. Và cho 3 muỗng cà phê cà no. Và ở đây chúng ta cho khoảng 2 muỗng ăn nước mắm. Và đặc biệt thì dầu hào thì chúng ta cho khoảng 1 muỗng cà phê dầu hào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trộn cái này đều có hỗn hợp lên nha các bạn. Vậy lên mình ướp khoảng 15 phút á, mình sẽ bật ra lên kho. Ý trước khi kho thì ở đây là mình có một cái loại ớt sừng nha các bạn. Ớt này là ớt không cay. Mình bỏ vô nó sẽ ra một cái màu đỏ, một cái màu rất là đẹp. Ở đây mình làm băm nhuyễn đây rồi. Mình bỏ vô luôn. Ớt này không có cay nha các bạn. Rồi mình bật ra lên, mình kho. Mình sẽ đảo cá ha. Trong cái thời gian mà cá nó chưa có chín thì mình sẽ đảo liên tục. Đảo liên tục để cho cá nó thấm gia vị và nó thấm cái màu. Sau đó thì mình có thể cho thêm chế thêm ít nước hoặc là nước dừa cũng được nha các bạn, nước dừa càng tốt. Thì mình kho để cho nó rút nước lại. Rồi đó các bạn, ở đây là các bạn cá nó còn sống nè, các bạn chở liên tục cho mình nha. Chở liên tục để cho nó thấm màu ha. Nó thấm màu cho ngon ha. Rồi sau khi xác cá nó thiệt là săn ha. Rồi chúng ta sẽ chế cái nước vô ha. Ở đây thì mình dùng một ít nước dừa tươi nha các bạn, để cho nó cá nó đậm đà hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đậy nắp lại. Chúng ta kho, chúng ta sẽ đậy nắp lại để cho cạn nước là được ha. Rồi như vậy là sau khi mình kho cạn nước dừa thôi các bạn ha. Mình chừa miếng nước để mình rang cơm mình ăn á, cũng như mình chấm rau rồi mình ăn ha. Thì mình nhắc xuống, mình tắt ra và mình trưng bày ra cái đĩa như thế này. Thì các bạn thấy cái đĩa cá của mình rất là hấp dẫn đúng không ạ? Đó, thấy cái màu nó vàng vàng, cánh gián rất là tươi, rất là ngon ha. Như vậy thì mình đã chia sẻ với mọi người một cách kho tẩu cá bông lau rất là đơn giản ha. Các bạn thấy video clip này hay, ý nghĩa thì hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha, để mình có nhiều động lực hơn để phát triển những video clip mới hay hơn và ý nghĩa hơn để chia sẻ đến mọi người. Thì các bạn nhớ đăng ký và nhấn cái chuông ở bên phải để nhận được thông báo những video clip mới nhất của mình nha. Xin chào các bạn, chúc các bạn ngon miệng.